Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, số ca nhiễm giảm dần, các biến chứng nặng ít ghi nhận. Điều này tạo nên tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân trong tiêm chủng. Một số ít thấy việc tiêm chủng là không cần thiết, lo lắng tác dụng phụ của thuốc. Theo các chuyên gia y tế, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường. Nếu chúng ta không tiêm chủng, không đạt được độ phủ vaccine cộng đồng, thì nguy cơ những đợt dịch mới rất có khả năng bùng phát trở lại. Vậy vaccine mũi nhắc lại quan trọng như thế nào? Trên thực tế, thế giới đang tiếp tục ghi nhận những biến chủng mới của COVID-19 và chưa ai có thể lường trước được dịch sẽ diễn biến như thế nào. Nếu chúng ta không tiêm vaccine, không duy trì được lượng kháng thể bảo vệ cơ thể ở mức tối đa, khả năng chúng ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm khi dịch quay trở lại. Và cái sự quay trở lại của COVID nó cũng có thể là sẽ có những biến chủng mới. Và hiện nay thực tế nó đã xảy ra rồi tại các cái quốc gia ở châu Âu, đó là cái chủng của BA.4, BA.5, hay là những cái chủng mà nó đang có cái sự tấn công ở châu Âu và một số nước của châu Á, thậm chí là ở gần Việt Nam mình nữa. Cho nên là Ban chỉ đạo phòng chống COVID quốc gia cũng đang chỉ đạo các cái hệ thống chuyên môn là giám sát một cách chặt chẽ nhất, xem cái tình hình diễn biến nó có sự xuất hiện của các chủng mới hay không, để rồi mình có những cái giải pháp thích ứng cho nó phù hợp. Và đặc biệt nữa là cái vấn đề mà mình nghĩ rằng vaccine không còn cần thiết để tiêm nữa, thì nếu mà chúng ta có suy nghĩ điều đó thì nên suy nghĩ lại, bởi vì một là biến chủng cũ nó cũng vẫn còn, thứ hai là biến chủng mới thì đang đe dọa, cho nên các cái mũi tiêm mà đặc biệt là những cái mũi tiêm nhắc là cần phải được củng cố. Tiêm vaccine đã được chứng minh an toàn và thực tế tại Bến Tre suốt gần 2 năm qua, công tác tiêm vaccine được ngành y tế triển khai khẩn trương, an toàn, hiệu quả. Khi tỷ lệ phủ vaccine càng tăng cao thì số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng giảm dần. Khi mà chúng ta đã có được cái tiêm nhắc lại mũi 2 của cái đợt đầu thì thấy hiệu quả nó rất rõ, là các cái chỉ số về mắc bệnh nó giảm đi rất rõ. Sau đó chúng ta tới cái mũi củng cố. Mũi củng cố này để dành cho những đối tượng mà khi chúng ta tiêm mũi 2, nó có thể là gặp ở những người mà cái miễn dịch họ bị suy giảm, thì cho mùa liều củng cố. Rồi sau đó chúng ta nhắc lại mũi 3. Khi nhắc lại mũi 3 thì chúng ta hoàn toàn là có cái sự kiểm soát rất tốt về cái dịch bệnh. Cho nên chính vì cái chứng minh khoa học này trong thực tế là nhờ vào vaccine mà dịch bệnh của chúng ta nó hạn chế. Như vậy thì cái mũi 4 đối với những người đã tiêm mũi 3 và đặc biệt là những người mà người ta chưa tiêm được mũi 3 là phải tiếp cận ngay để có được cái miễn dịch mới này. Dù lợi ích của vaccine đã được khẳng định là vô cùng quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân thời gian dài vừa qua, nhưng vẫn còn khá nhiều người tỏ ra lo ngại, không biết có nên tiêm mũi nhắc lần 1, lần 2 vaccine phòng COVID-19 trong giai đoạn hiện nay hay không. Nhất là tâm lý lo ngại tiêm vaccine sẽ làm ảnh hưởng trí nhớ, sức khỏe. Thực tế, vấn đề này chỉ là những tin đồn mang tính lây lan của nhiều người, chưa có tính xác thực. Trong khi đó, nếu không tiêm mũi nhắc lại, khả năng chống lại bệnh tật của chúng ta sẽ giảm rất nhanh. Theo thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM, sau khi tiêm đủ liều cơ bản mũi 1 và mũi 2 thì khả năng bảo vệ là trên 80%. Sau 3 đến 6 tháng, hiệu lực bảo vệ giảm dần chỉ còn 50%, nhất là với chủng Omicron. Nếu tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3, kháng thể tăng lên được 70%, nhưng lại giảm dần từ tháng thứ 4 và đến tháng thứ 6 xuống còn 30%. Do đó, nếu không tiêm mũi thứ 4 thì khả năng bảo vệ cơ thể sẽ mất dần và trở về như người chưa tiêm. Vì thế, tiêm chủng mũi nhắc lại là việc nên làm để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước nguy cơ các làn sóng dịch mới có thể bùng lên hiện nay.